Trần Việt Carolina TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 8 2017, Cộng đồng người Việt quốc gia Charlotte tại Charlotte, Ukraine có tổ chức buổi tiệc gây quỹ nhằm cho tổ chức Tết mừng xuân Mậu Tuất 2018. Sau đây xin mời quý vị theo dõi buổi dạ tiệc hôm nay nhằm cho mục đích gì buổi gây quỹ này. Tối nay chúng ta sẽ có một tiết mục chào cờ, theo sau là lời chào mừng của bà chủ tịch của cộng đồng, một màn vũ của sinh viên UNCC, và sau đó chúng ta sẽ có buổi đấu giá dance auction để được nhảy đầm cùng các hoa hậu và nam thanh lịch, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình khiêu vũ cùng với những bài hát karaoke với quý vị khán giả. Bảo vệ cho chúng ta sống còn đến hôm nay, để tưởng nhớ đến vong linh những con dân Việt Nam đã bỏ mình nơi rừng sâu hay trên biển cả, trên đường vượt thoát tìm tự do, để tưởng nhớ đến những nạn nhân đã bỏ mình vì thiên tai bão lũ, để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được thực sự tự do và dân chủ. Phút mặc niệm bắt đầu. Để chi dùng. Vì vậy ban chấp hành cộng đồng đã nỗ lực bằng cách tổ chức buổi dạ tiệc đêm hôm nay. Sự hiện diện của quý vị nói lên sự quan tâm, lòng ước muốn ủng hộ cộng đồng người Việt và sự gắn bó mật thiết đối với lại ban chấp hành cộng đồng người Việt quốc gia tại Charlotte, và đồng thời cũng nói lên sự hỗ trợ của quý vị đối với những nhu cầu cần thiết của cộng đồng. Xin quý vị thưởng thức nhạc bản vũ của Hội Sinh viên Việt Nam tại UNCC. Em yêu lưỡi tre, em đầu lưỡi chim ngắn.
xin chào bà, xin bà cho khán giả Đài Corona biết là ngày hôm nay bà tổ chức cái buổi tiệc này nhằm cho mục đích gì cho khán giả Corona biết? Vâng, xin kính chào anh Trần Việt và xin kính chào quý khán thính giả của Đài Carolina TV. Thưa anh và thưa quý khán thính giả, của hàng năm thì cộng đồng người Việt chúng tôi tổ chức một cái ngày cây quỷ để mà thứ nhất là lo cho cái Tết Nguyên Đán. Năm tới này đó là Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Và không những chúng tôi dùng cái ngân quỹ đó cho Tết không, mà chúng tôi dùng cho tất cả các sinh hoạt của cộng đồng trong trọn năm 2018 đó thưa anh. Thành ra cái việc mà chúng tôi gây quỹ cho cộng đồng rất là quan trọng. Và đêm hôm nay được nhìn thấy tất cả các anh chị của trong cộng đồng của chúng ta đến để mà cùng chung vui với cộng đồng và góp một bàn tay để mà xây dựng cũng như là những cái ủng hộ những cái sinh hoạt về văn hóa cũng như là những sinh hoạt lành mạnh của cộng đồng chúng ta. Thì tôi rất là vui mừng được nhìn thấy những cái khuôn mặt quen thuộc của trong cộng đồng của chúng ta. Xin bà cho bật mí một chút là năm nay mình tổ chức Tết ở chỗ nào cho khán giả Corona biết một chút được không? Vâng, thưa anh, năm nay thì chúng tôi tổ chức Tết tại Oasis Shriner. Đó là cái địa điểm mà chúng ta đã dùng 2 năm qua. Và cái địa điểm này mặc dù nó đắt nhưng mà nó rất là khang trang. Thưa anh và cũng thưa quý khán thính giả, là cái ngày mà chúng tôi tổ chức ngày Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đó là ngày Chủ nhật tháng 2 ngày 11 tây 2018. Và chúng tôi sẽ tổ chức lúc 3 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm. Hello, tôi xin nói là cảm ơn cộng đồng đã cho tôi cơ hội đến đây để tham dự cái buổi tiệc ngày hôm nay rất là ý nghĩa, tình đồng hương của tiểu bang North Carolina và đặc biệt là ở Charlotte. It's meaning a lot. Thank you for inviting us. Ngày hôm nay ở tại Charlotte có tổ chức, cộng đồng có tổ chức một buổi để gây quỹ cho ngày Tết năm tới. Và tôi thấy là cái chương trình của cộng đồng ở đây tổ chức rất là đẹp và rất là thoải mái để giúp ích cho những người Việt và những người thế hệ trẻ hiểu biết được cội nguồn của người Việt Nam mình như thế nào. Yeah. Đây là một trong những cái truyền thống của người Việt Nam. Nói chung là người Việt trên toàn thế giới, nhưng mà nói riêng tại vì đây là một phần nhỏ của cái Charlotte, North Carolina mình. Thì Tuấn cũng như anh em, cũng như bà con ở đây tới đây để giữ cái phong tục, cái tập quán, những cái tình thương, những cái gì mà gợi nhớ cho mình nhớ tới. Buổi tiệc hôm nay chỉ là gây quỹ thôi, nhưng mà mình để chuẩn bị mình tổ chức cho một cái ngày. Ngày đó là truyền thống của người Việt, là Tết Nguyên Đán của mình sắp tới. Thì Tuấn cũng tới đây chỉ có mục đích để mà cùng với mỗi người một bàn tay, một cái viên gạch để làm cho cái ngày đó nó sẽ tốt đẹp hơn. Để rồi không phải riêng mình, người lớn tuổi đã dìu dắt mình thì mình có cái trách nhiệm phải dìu dắt để cho cái thế hệ sau nó sẽ nhìn thấy, để cho mình bước tiếp cái con đường giữ gìn truyền thống của cha ông mình. Cảm ơn anh. Đó thì em xin có một đôi lời để mà cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân của chúng ta đêm hôm nay. Tất cả những cái check mà chúng em nhận được là tất cả em hiểu đó là những sự hy sinh của tất cả quý anh chị, quý ông bà đã thương yêu cộng đồng và đến với cộng đồng đêm hôm nay để mà giúp cho cộng đồng chúng ta có được không những là chỉ có ngày Tết không, mà còn là những tất cả những sinh hoạt của cộng đồng trong năm 2018, và đặc biệt là những ân tình mà gia đình QEMS đã ban tặng cho cộng đồng của chúng ta. Em xin gửi đến quý anh chị cái lời đó, là cái lời thật lòng từ cái lòng của em. QEMS đã tặng cho cộng đồng 7.000 đồng. Just get back up when it knocks you down, knocks you down.
nào mà thực hiện được. Và đây là những người bạn rất là quý của em, QEMS, gia đình QEMS là chúng em đã có cái cơ hội và đã có sự may mắn yêu thương, được cái sự yêu thương của gia đình QEMS. Tất cả những cái sinh hoạt của chúng em làm trong cộng đồng đều có cái sự ủng hộ của gia đình QEMS. Và thay mặt cho cộng đồng, em xin cảm ơn gia đình QEMS rất là nhiều đã lúc nào cũng yêu thương và giúp đỡ cho cộng đồng. Trần Việt, Carolina TV.